Sáng ngày 31 tháng 7, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang dẫn đầu đoàn công tác Chính phủ có mặt tại hiện trường xảy ra sự cố sạt lở trên đèo Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng để chỉ đạo khắc phục sự cố. Tại hiện trường, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương tăng cường nhân lực, phương tiện để nhanh chóng khắc phục sự cố. Ghi nhận tại hiện trường, hàng chục người và 6 máy móc làm việc, hoạt động hết công suất để khẩn trương di dời hàng ngàn mét khối đất đá ra khỏi hiện trường vụ sạt lở. Đến khoảng 9 giờ 30 phút sáng ngày 31 tháng 7, phần lớn lượng đất đá đã được dời khỏi vị trí sạt lở. Tuy nhiên, công tác khắc phục hậu quả hiện vẫn còn gặp nhiều khó khăn do khu vực đèo thường xuyên có mưa lớn. Sau khi trực tiếp đến hiện trường vụ sạt lở, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã đến thăm hỏi, động viên gia đình các cán bộ chiến sĩ vừa mất. Sáng cùng ngày, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp đã có công điện gửi các sở ngành địa phương huy động tăng cường đầy đủ nhân lực, máy móc để tập trung cứu hộ cứu nạn khu vực sạt lở trên đèo Bảo Lộc. Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lâm Đồng chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan, kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý các đoạn đường có nguy cơ mất an toàn giao thông, các đường dân sinh đấu nối vào tỉnh lộ, quốc lộ. Như báo Sài Gòn Giải Phóng đã thông tin, khoảng 14 giờ 30 phút ngày 30 tháng 7, hàng trăm mét khối đất đá từ sườn đồi đã sạt xuống khu vực đèo Bảo Lộc, vùi lấp một phần của trạm cảnh sát giao thông Madagui. Vụ việc làm 3 chiến sĩ cảnh sát giao thông và 1 người dân tử vong.